Chào các bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisado. Tôi là Quân, phụ trách bộ phận thi công của công ty. Chúng tôi có chuyến hành quân đầu tiên đến với gia đình của anh Tiến ở Đông Hưng, Thái Bình, về đây để khảo sát tư vấn thiết kế cho anh một cái ngôi nhà vườn trong mơ cho đại gia đình của anh gồm 3 thế hệ. Thì mời các bạn cùng chúng tôi về với quê hương Đông Hưng, quê hương miền lúa của Thái Bình để xem cách chúng tôi áp dụng những công nghệ mới nhất vào trong cái quá trình khảo sát tư vấn thiết kế cho anh một cái ngôi nhà vườn. Cảm ơn các bạn nhé. Ok, chào các bạn. Sau đây tôi xin review lại quá trình hiện trạng của nhà anh Tiến các bạn nhé. Ở đây là sông kênh tưới tiêu dành cho toàn bộ hộ dân quanh đây. Thì đất của gia đình anh sẽ từ cái răng tre này đẩy hất là về phía bức tường đầu kia luôn các bạn nhé. Thì ở đây là cổng hiện trạng của gia đình anh các bạn nhé. Thì cốt đường này là đường mới làm các bạn nhé. Thì thời gian dự kiến nâng cốt thì tôi nghĩ cũng còn lâu, nhưng mà sẽ nâng cái cốt sân lên đến làm sao cao hơn cốt đường khoảng 30 phân. Thì hiện tại cốt nhà hiện trạng các bạn nhé thì đang có xu thế là bằng với cốt đường đấy rồi. Còn cốt sân này thì thế thì phải giật từ cốt đường hiện trạng này phải lên khoảng 70 phân nữa. Ok, thì đây tôi xin tiếp tục quay vào cái hiện trạng trong nhà cũ của anh đây các bạn nhé. Thì anh dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn mái Thái với phong cách là hiện đại, sử dụng toàn bộ bằng hệ cựa nhôm kính. Thì ngôi nhà vườn của anh sẽ có hai sảnh, sảnh chính sẽ là ngoảnh ra đường đấy các bạn này, và một cái sảnh phụ sẽ ngoảnh sang bên này. Thì ở đây sẽ trừ lại một cái lối đi giữa này các bạn nhé, sẽ đẩy cái khu vực làm việc của anh ra về sau, và ở đây sẽ làm sảnh phụ. Cổng vẫn là giữ nguyên cổng này để làm sao khi mà ô tô và các thiết bị có thể là đi từ vào đây vào thì sẽ làm từ vào đấy. Thì ngôi nhà của anh sẽ được thiết kế làm sao cho từ cái vị trí giữa nhà này, giữa nhà hiện trạng này, giật hết ra cái bờ ao phía sau này các bạn nhé. Đây cho nhanh lên. Giật hết ra bờ ao đây. Thì sẽ làm nhà đấy. Và phía ngoài này sẽ gia cố. Thì hiện tại thì sẽ giật đến tiến hành thi công đến đây. Và đây là cái khu vực thi công các bạn nhé. Ở đây trong quá trình thiết kế thì các bạn lên cho tôi những phương án như sau. Thứ nhất là chung phòng thờ và khác phòng thờ. Thứ hai là tách bếp và không tách bếp. Và ngôi nhà sẽ thi công sẽ bắt đầu từ vị trí này các bạn này. Đấy, giật ra ngoài kia bao nhiêu thì giật. Để làm sao đảm bảo với cái diện tích sử dụng nó rơi vào khoảng 130 đến 140 mét vuông các bạn nhé. Ok. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Kiến ở Đông Hưng, Thái Bình. Anh dự kiến một xây dựng một cái nhà vườn với tổng diện tích toàn bộ khoảng 150 mét vuông các bạn nhé. Thì ở đây anh tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Thì ở đây anh sẽ có một phòng khách cộng phòng thờ này, một phòng ngủ vợ chồng, hai phòng ngủ bình thường, một phòng bếp cộng ăn và vệ sinh khách. Thì ở đây các bạn lưu ý các phương án cho tôi nhé. Thứ nhất các bạn tư vấn là phòng khách với phòng thờ có thể chung không hay là tách này. Thứ hai nữa là anh muốn có tách cái vệ sinh và cái khu nấu ăn ra ngoài các bạn nhé, để không bị mùi trong khi nấu ăn. Thì hiện tại thì gia đình anh sẽ sinh sống ở đây gồm có là 7 thành viên các bạn nhé, hai bố mẹ, hai vợ chồng và ba người con. Ok, sau khi bay fly cam lên cao thì tôi xác định khuôn đất của nhà anh như sau các bạn này. Ở đây các bạn nhé, thì khu nhà hiện trạng của gia đình anh là đây các bạn này. Đấy, đây là toàn bộ. Ở đây là chỗ xưởng anh làm hệ nhôm kính các bạn này. Anh là thợ, gia đình anh có sản xuất cửa nhôm kính nhé. Còn đây là khu nhà ở của anh. Thì bây giờ anh sẽ dự kiến làm cái nhà mới, mình sẽ tràn ra một phần của ao này các bạn này. Nên là nền đây bán âm bán dương, nên trong quá trình mà tư vấn thiết kế về cái móng ấy thì các bạn anh em kết cấu phải cực kỳ để ý cho tôi nhé. Ok, thì cái phạm vi nhà của anh sẽ nằm từ đây ra tầm đây các bạn nhé. Cái này thì còn tùy, vì ở đây từ đây ra mặt đường còn 10 mét nữa nên nó cũng thoải mái. Còn bên này thì khoảng 6 mét sảnh phụ này. Đất anh là phạm vi màu đỏ đấy các bạn nhé, đang kéo dài ra phía sau này nữa nhưng mà tôi không chụp. Còn bên cạnh đây là sông kênh. Thì ở đây đầu tiên gia đình đang muốn là quay nhà hướng đông nam này các bạn này, thì tôi vẫn đang tư vấn cho quay hướng tây bắc này. Thì các bạn tư vấn cho khách hàng rõ để làm sao được là làm sao nó hợp phong thủy mà yếu tố thẩm mỹ nhất ấy. Đường chính thì nó cũng nằm ngoài này các bạn này, thì trong này chỉ là cái ao của nhà anh thôi, sảnh phụ chắc chắn sang bên này rồi.
Thì khi mà tiến hành làm như thế này thì cái khu sản xuất của anh đây sẽ được đẩy ra phía sau này. Ở đây làm sảnh phụ các bạn nhé, đây làm sảnh chính, cổng cổng chỗ này vẫn giữ nguyên này. Đây là tôi tư vấn trên quan điểm của tôi các bạn nhé. Ok, một số yếu tố như sau: cấp điện đây các bạn này, cấp điện là từ cột điện đây, cấp nước là từ trước nhà thoát nước ra trong kênh đây, đất thì đất thổ lâu năm, chỉ mỗi phần đất này này, đất ao, đất đồi, đất đào này, cái móng bàn âm màn dương rất nguy hiểm, thì trong quá trình làm kết cấu các bạn đặc biệt để cho tôi và liên hệ với anh, bởi vì anh đã có thợ thi công sẵn ở đấy rồi, thì các bạn có thể thống nhất ý kiến cùng nhau để đưa ra phương án móng cho nó làm sao hợp lý nhất các bạn nhé. Ok.